Giang. Đây là miền núi nhưng vẫn phải chịu thiên tai. Trên từng con đường biển hai ba vẫn luôn tấp nập. Nếu bạn đến hay đơn giản là đi qua, nghỉ một chút cùng nghe kể về chuyện xa xôi. Xin mần có núi Gia Long huyền thoại xa xưa, có nếp nằm hương cốc dễ tả nhiều, có dòng sông chảy uốn quanh đèo gió, có chợ Xín Mần rồi nàn xỉn ngãn chiên, có chè Quảng Nguyên xanh tươi và bát ngát. Ở đây bọn tao có mận đàn ma ngọn lị bờ môi. Đây Xín Mần quê tao đó có cầu cốc phải nối nhịp từng tơ duyên cho nhịp chảy quê hương. Cốm nà chỉ cho khèn ai vang bên sườn suối đỏ, có cô gái mông trải tắt bên bờ suối, có hoa tam giác mạch nở rộ vào tháng bảy, vào tối thứ bảy cốc phải vào tối chợ đêm là phiên chợ giới thiệu và quảng bá những nét đẹp về văn hóa Xín Mần. Trên đường đời xô bổ và đầy những toan tính, tìm nơi đây người dân sống lương thiện miệt mài cần cù vì một tương lai cho con cháu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.